Đầu đà khổ hạnh hai liều ẩn cư, hoặc do tâm định an như, tự cho hưởng phúc cực từ thánh lư. Sa môn tự mãn tự kiêu, coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Cẩm Vân ơi, mến chào Cẩm Vân vào đạo tràng. Cẩm Vân có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh vừa kể mà vừa nhìn đạo tràng coi có vị nào đưa tay của mình lên không. Dạ thủ mời Cẩm Vân nghe. Dạ, Nam mô Bụt Nam mô Tham Ma Văn Khai. Dạ, anh lễ Đức Phật, cái anh lễ con kính anh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn, kính chào quý cô tu nữ quý đồng hữu trong room. Con xin đọc bài câu Pháp Cú số 271. Ná si lạp pa tam tê ná pa hú sắc chê ná qua pa ná á hòa sa ma thí là bê ná quý quý cha xá giá nề ná hòa ná si la pa tam tê ná bà sắc chê ná hoa á tha hoa sa ma thí là bề ná quý quý chá xá giá nê ná si la pa ta ma tê ná pa hú sắc chê ná hoa pa ná á tha hoa. Mà xa ý là à, bề ná ná si lắp ba ta mát tê ná ba hố sắc chê ná hòa ba ná á thá hòa xa mà thí là bề ná quý vít chá xá giá nề ná hòa. Chẳng phải chỉ giới cấm, cũng không phải học nhiều, chẳng phải chứng thiền định sống thanh vắng một mình. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chỉ nhờ học rộng biết nhiều, đầu đà khổ hạnh hay liều ẩn cư, hoặc do tâm định an như, tự cho hưởng phúc khước từ thánh lưu. Sa môn tự mãn tự kiêu, coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong. Và mến mời bàn tay của quý Phật tử nha. Và mời. Chiều dạ, vừa vào đạo tràng là bị Nhật Quỳnh kéo lên. Dạ cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bây giờ con không thấy có bàn tay vị nào nữa. Dạ con cung thỉnh Đức Tịnh Đạt chuẩn bị để con cung thỉnh pháp sư. Dạ không biết hôm nay sức khỏe sư như thế nào rồi, có ổn định được chưa. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Dạ con tri ân sư rất là nhiều. Cảm ơn Cẩm Vân, Thích Rạng Đông, Huynh Quá Tha Ná, cô Ái Minh, Sức Trần Đào đã hoan hỷ nên kệ kinh. Dạ sa thủ con tri ân sư rất là nhiều. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày nay câu pháp cú kinh số 272. Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Đá đã cho bài học. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Nam mô ta sa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Nam mô ta sa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Nam mô ta sa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập cảm mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được tri tri vẹn toàn Nam mô Bích Ha dạ dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp cứu kinh số 272 và sư cầm mic cho chúng con biết được sức khỏe của sư này. Chúng con cũng rất là lo con cũng muốn gọi điện hỏi thăm sư lắm mà con sợ chỉ làm phiền sư thôi nên con không có dám gọi dạ Trục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa con kính nhân mít đến sư ạ Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ quý vị có nghe được âm thanh rõ. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn quý cô. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết được âm thanh. À, trước khi đi vào cái bài học tối hôm nay thì xin cũng ghi nhận cái tấm lòng, những cái tấm lòng của quý vị đã quan tâm. À, thưa quý vị thì hôm trước đã có bị đau đau họng thì kéo dài khoảng 3 ngày đến ngày thứ tư thì giảm tuy là không có dùng thuốc chỉ dùng những cái nước muối và kẹo trị ho thì đã giảm hẳn và bữa nay thì đã không còn đau họng nữa còn lúc trước thì có bị bệnh bao tử nhiễm khuẩn HP thì qua thời gian điều trị gần 2 tháng thì sau khi kiểm tra lại tại thành phố Hồ Chí Minh thì kết quả là đã khỏi hẳn cho nên cũng xin tri ân chư tăng và quý vị đã có cái sự quan tâm đến sức khỏe và để tiếp tục trong cái buổi sinh hoạt học pháp tại diễn đàn Kinh Pháp Cú xin cung thỉnh chư tăng và mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về tam bảo đảnh lễ tam bảo tóm tắt Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ avivādhemi Sokkhato bhagavata dhammo Dhammaṃ namassāmi Suppadipanno bhagavato sāvakasangho Sanghaṃ namāmi
Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn Kinh Pháp Cú. Hôm nay diễn đàn chúng ta sẽ được học bài mới, câu Pháp Cú số 272 trên 423 câu. Câu Pháp Cú số 272 có nội dung như sau: Phu sa mi ne kham ma su khang a phu tu cha na se vi tăng thi khu vi sa sang a ba di a pa to a sa wa kha yang. Tự xem đã thọ hưởng hạnh phúc giải thoát lạc, phàm phu chưa hưởng được, tỳ khưu chớ bằng lòng nếu lậu hoặc chưa diệt. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bản dịch của Ngài In Đá Chanh Đá Chánh Thân Văn Bằng Văn Xuôi, có nghĩa là nghĩ rằng ta đang thọ hưởng niềm an lạc của sự xuất ly mà những kẻ phàm phu không được hưởng. Vị tỳ khưu không thể yên tâm khi đã chưa đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. Trước tiên thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú này. Câu kệ ngôn Pháp Cú này chúng ta có bốn câu. Thứ nhất là phụ sa mi ne kham ma su khang. Ne kham phụ sa mi ne kham ma su khang. Phụ sa mi có nghĩa là thọ hưởng. Thọ hưởng. Ne kham ma su khang được hình thành từ hai từ là nekhamma và sukha. Nekhamma sukha, nekhamma là sự xuất ly, sukha là sự an lạc. Nekhamma sukha, niềm an lạc của sự xuất ly. Giờ chúng ta đi vào câu thứ hai, đó là Aputthuchana Sevitan. Từ này cũng hình thành từ hai từ, đó là Aputthuchana. Aputthuchana là những kẻ phàm phu, những kẻ phàm phu. Sê-vi tăng, Sê-vi tăng ở đây có nghĩa là đã thụ hưởng hay thực hành, nhưng mà có cái tiếp đầu ngữ, chúng ta lưu ý là có tiếp đầu ngữ á, đành chữ ná, đúng ra là ná, Phu-thu-cha-ná, Sê-vi-tá. Nó gấp ba từ. Khi mà ghép ba từ này lại thì có nghĩa là những kẻ phàm phu. Ná là không, không được hưởng. Ná cộng bút thuốc chá ná cộng xê vi tá. Ná là không, bút thuốc chá ná là những kẻ phàm phu, xê vi tá là thụ hưởng. Đạt được đấy. Rồi chúng ta đi vào câu thứ ba. Đó là Piku Visa Sang Abadi. Bhikkhu thì đã rất là quen thuộc, có nghĩa là vị tỳ khưu. Tỳ khưu hay tỳ kheo. Vissa-sang có nghĩa là sự tin tưởng, sự tin tưởng.
Abadi nghĩa là đã đạt được. Appato, chúng ta đi vào câu thứ tư. Câu cuối cùng đó là Appato Asawak Hayan. Asawak Hayan. Appato có nghĩa là không có đạt đến hoặc là chưa có đạt đến. Không có đạt đến. Appato Asawak Hayan. Asawa Kheyan là sự đoạn tận các lậu hoặc. Asawa cộng Kheya. Asawa Kheya. Ghép lại thành Asawa Kheya. Asawa là sự lậu hoặc. Kheya là sự đoạn tận. Cái từ này chúng ta hay bắt gặp ở trong cái câu nguyện khi mà kết thúc một cái thời công phu, hay là sau cái lúc mà chúng ta tạo công đức. Nidang Wattame Bunyang Asawakkhayang Hô Tú. Thì Asawakkhayang ở đây nó có nghĩa là đoạn tận các phiền não ngủ ngầm. Anagali, Anagatekali. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần ngữ vựng của câu pháp cú số 272. Một lần nữa, câu pháp cú số 272. Chúng ta có nội, học tối hôm nay có nội dung như sau. Usami nekhamma sukhang abhutochana sevitang Thiku visa sang abadi apato asawakayan. Ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa được hưởng, tỷ kheo chớ tự tin khi lậu hoặc chưa diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu pháp cú hôm nay chúng ta học là câu pháp cú cuối cùng của phẩm pháp trụ, phẩm thứ 19. Câu pháp cú số 227 có cùng với duyên sự, cùng cái duyên sự, cùng với tích truyện với câu pháp cú số 271 mà chúng ta đã được học ngày hôm trước. Nhóm hai câu pháp cú này có duyên sự liên quan đến những vị tỳ khưu tự mãn, những vị tỳ khưu tự mãn. Thì để cho chúng ta có đầy đủ cái bài học thì chúng ta sẽ đi lược lại cái ý nghĩa của cái duyên sự của câu pháp cú số 272 này. Nhóm câu pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết giảng tại khi ngài tự ngự tại Chetavana chùa Kỳ Viên, đề cập đến nhiều vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh. Trên tiêu đề thì chúng ta được biết đó là đề cập đến những vị tỳ khưu tự mãn. Trong duyên sự thì lại đề cập đến những vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh, thì có cái sự mâu thuẫn gì hay không thì chúng ta để ý. Cái duyên sự này thì những vị tỳ khưu đầy đủ giới đức, tự mãn, tự khen hoặc là tự hào về bản thân mình tu giỏi. Căn bản của một vị tỳ khưu thì có là thanh tịnh, tứ thanh tịnh giới. Khi các vị đã có cái sự thuần tục ở trong giới luật cũng như là trong thiền định, nhưng mà các vị lại
mắc một cái lỗi tự mãn về cái khả năng là tiếp thu giáo pháp và hành trì giáo pháp. Thì khi các vị tự mãn về những cái pháp môn của mình đó, những cái công lực của mình sau những năm tháng hành trì chuyên cần tinh tấn, và có thể các vị đó nghĩ rằng với cái đà tiến triển của cái việc tu hành tốt đẹp như hiện tại thì không có quá khó để mà chứng đạt quả vị A-la-hán, quả vị tối thượng, gột sạch tất cả các cái phiền não, không quá khó để mà đạt đến cái trạng thái vô ưu vô nhiễm như là các vị thánh nhân A-la-hán. Và cho đến đổi những vị tỳ khưu đã là bậc thánh nhân cũng có những cái tư tưởng như thế, những bậc thánh nhân hữu học cũng có những tư tưởng như thế. Thì cái sự kiện này lan tỏa trong chư tăng, và có một số vị thì đã trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật ngày sau khi ngài đã nghe xong cái duyên sự đó thì ngài đã quở trách, chư chúng đệ tử, các vị xuất gia: này các tỳ khưu, một tỳ khưu xứng đáng không nên chỉ ỷ thị vào chỗ mình đã thọ trì đầy đủ tứ thanh tịnh giới, hoặc là hạnh đầu đà, hoặc là chỉ ỷ thị vào chỗ đã hưởng hỷ lạc cả a na hàm mà vội cho rằng hiện nay đời sống của ta ít có khổ não. Ngày giờ nào chưa đạt đến mức lậu tận thì chớ nên khởi lên cái tâm nghĩ rằng ta được an vui. Khi mà quở trách các vị tỳ khưu xong thì Đức Phật ngài đã ngâm lên hai cái câu kệ cũng như là cái bài học khuyến tu cho các cái vị khuyến tu cho các vị chúng đệ tử. Và sau cái lời khuyến tu đó, nhiều vị đã nhận ra cái lỗi lầm, cái sai trái về cái việc mà tự mãn của mình, và nhiều vị đã đạt được cái quả vị A-la-hán và có nhiều cái lợi ích. Ở ngoài xã hội đó, chúng ta làm việc thành công, một người học hành thành đạt, một người chịu khó để mà mưu sinh, thì tất cả những cái sự cố gắng để mà đạt được những cái ước mơ, cái thành công, người đó có quyền để tự hào, có quyền để mà khoe khoang cái thành quả của mình. Nhưng đối với cái người tu hành, nhất là những cái bậc xuất gia, thì không thể nào lại dỗ ngực xưng tên mình tu giỏi, mình tu xuất sắc. Bởi vì một khi đã là bậc chân tu thì không ai lại khoe cái sự tu hành của mình hết. Điều này thứ nhất là nói lên cái pháp khiêm tốn đối với những cái bậc chân tu, phải là chân tu thật sự, chân thật chứ không phải chân giả đó, chân tu thật sự.
còn những cái vị chưa phải là thật sự là bậc chân tu đang có cái sự kiềm chế trong cái ngũ dục, thu thúc trong cái lục căn, nhưng vì cái phiền não, vì cái cám dỗ cho nên đã phạm vào những cái việc khoe khoang. Và ở trong luật của một vị tỳ khưu thì cái việc khoe khoang mà mình tu giỏi, mình tu xuất sắc, mình tu thành công, thiền định đạo quả, khi mà mình chưa thật sự đạt được thì đó là một cái điều cấm kỵ. Nếu phạm phải thì phải nhận lãnh một cái kết quả không có tốt đẹp. Đó là theo tinh thần luật ở trong Phật giáo. Nó cũng giống như là việc mà chúng ta mặc đẹp, chúng ta mua được một cái bộ quần áo mới thì chúng ta có thể khoe khoang với bạn bè, chúng ta có thể chụp hình gửi các người quen, người thân, bạn bè để mà khoe chiếc áo hay là bộ đồ đắt tiền, một cái bộ đồ thời trang. Nhưng mà một vị sư đó, một vị xuất gia thì không thể nào có được một bộ y mới, một bộ y đắt tiền, một bộ y quý giá mà làm theo cách của người xã hội được. Mà một vị sư nếu mặc cái bộ y cũ, nhiều vết giá, nhưng mà có cái phẩm hạnh tốt đẹp thì đáng quý và đáng kính hơn là một cái vị có một bộ y mới láng bóng. Trong cái bài kệ Kinh Pháp Cú này thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài rất là thương những cái vị chúng đệ tử nói riêng và thương chúng sanh nói chung. Chúng sanh là tất cả, có thể là chúng ta ngay thời điểm này chúng ta học cái bài kinh này, bài kệ này, chúng ta cũng có học rút kinh nghiệm từ những cái thời xa xưa của những cái vị tỳ khưu tự mãn này. Đối với việc mà pháp tu mà chúng ta tu tốt á, chúng ta bây giờ là chúng ta trình pháp lên những cái vị thiền sư đó, thưa quý vị. Sau cái thời tu thiền chúng ta trình lên những cái vị thiền sư trình pháp đó. Thì quý vị để ý có nhiều vị cũng rất là tu rất là giỏi, nhưng mà cũng vướng một cái vấn đề, đó là tự mãn và vui quá vui trong cái pháp mà mình đang tu. Và đôi khi cái vui quá vui đó nó trở thành tự mãn và đem ra trình pháp với cái mục đích là khoe với lại cái vị thiền sư. Và chính cái sự khoe khoang tự mãn đó nó sẽ làm trở ngại. Nếu mà những cái vị chưa có nhiều kinh nghiệm đó, muốn cho cái vị thiền sinh đó hay là muốn cho cái người Phật tử của mình được vui lòng thì sẽ có những cái lời khen tặng và làm cho cái người đó cảm thấy là cái sự nỗ lực của mình rất là xứng đáng. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài lại không có chọn cái phương pháp là khen, khuyến khích về cái việc mà khoe khoang cái pháp tu của mình. Bằng chứng là những cái vị tỳ khưu này hoàn toàn là, thưa quý vị, là những cái vị rất là xuất sắc ở trong cái việc giữ gìn giới luật và hành trì đạo pháp. Cho nên quý vị, các vị đó có một cái tâm trạng là mình có thể chứng đắc quả vị A-la-hán, là vả vị tối thượng bất cứ lúc nào nếu các vị đó muốn.
cái điều này thật sự ra không phải là các vị đó muốn khoe khoang, mà Tịnh Đạt nghĩ thật sự các vị đó có cái niềm vui ở trong cái việc tu hành của mình, có cái niềm vui trong cái pháp hành của mình, và đôi khi cái niềm vui đó nó không kiềm chế được, không kiềm chế được thì lúc đó sẽ sanh ra một cái tật khác, và Đức Phật Ngài đã biết được, Ngài đã dùng cái cách quở trách và khích lệ sách tấn, làm cho những cái vị tỳ kheo đó nhìn nhận cái sai lầm của mình và từ đó rút ra những cái bài học quý giá, chứ không phải là những cái vị tỳ kheo này là những cái vị tỳ kheo không phải là những cái vị tỳ kheo tu tu dở, hay là những vị tỳ kheo bê bối dễ vui mà đem tự mãn cho rằng ta tu giỏi, ta có thể đắc quả thánh, mà thật sự những cái vị này là những cái vị chân tu, những cái vị tu có cái sự an lạc, kể cả những bậc thánh hữu học là Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, cũng có thể vướng vào cái cạm bẫy của cái việc mà an lạc của thiền định và cái pháp tu mình đem lại. Qua cái câu kệ này thì có một cái cái câu mà chúng ta có thể suy ngẫm là đối với cái người tu Phật đó, nói chung chứ không phải hàng xuất gia hay hàng tại gia cư sĩ, mà nói chung là những người học Phật tu Phật, chúng ta tu đến với đạo Phật, học kinh điển, chúng ta đi chùa lễ Phật, thì chúng ta tu là để được hay là để mất? Nếu mà tu là để được á, thì nếu mà tu để được đó, thì tu càng nhiều càng giỏi thì rất là dễ đi vào vết xe đổ của những vị tỳ kheo trong cái tích truyện câu 2 pháp cú 271 và 272. Tại vì khi mà chúng ta tu mà chúng ta để được đó, chúng ta tu được ngũ giới, chúng ta tu được bát quan trai giới, chúng ta tu được 105 giới là một vị sa di, chúng ta tu để được giữ và giữ gìn trong sạch 227 giới của một vị tỳ kheo, thì khi mà chúng ta tu mà chúng ta có cái tư tưởng chúng ta làm được những cái bước từ thấp đến cao, thì khi như vậy đó, khi mà chúng ta đạt được cái khó, vượt qua được cái khó đó, giống như là chúng ta là người cư sĩ mà bây giờ chúng ta thọ trì ngũ giới rất là khó, chúng ta có người thì chỉ giữ được một giới, rồi có người thì giữ được hai giới, quý lắm thì rất là hiếm những cái vị cư sĩ chúng ta giữ gìn được năm giới trọn vẹn. Chúng ta nghĩ là chúng ta tu giỏi hơn hôm qua, giỏi hơn hôm kia là chúng ta giữ thêm được một giới, là chúng ta tu đi được. Thì nghe qua thì chúng ta thấy là có lý, tại vì tu giỏi mà, tu lần đầu tháng đầu chúng ta giữ được 15 giới, hai giới, rồi qua 3 tháng hạ chúng ta giữ được 5 giới, nó tốt đẹp, thì như vậy là tu lại được, cái mức độ khó khăn tăng theo tăng lên, và lần dần chúng ta người cư sĩ chúng ta bỏ được ly gia các ái, xuất gia cạo đầu đắp y, là chúng ta được là một vị sư, được là một vị xuất gia tu nữ. Thì chúng ta được nhiều thứ, được làm phước, chúng ta được phước, được cúng dường, chúng ta được cái phước cúng dường, được cung kính lại Phật tụng kinh, chúng ta được cái phước trí tuệ, được tu thiền,
được nhiều thứ quá thì đâm ra là chúng ta là người thành công. Nhưng mà chúng ta thử ngẫm lại, nếu đặt ngược vấn đề, chúng ta tu để mất. Chúng ta tu để mất. Tu để mất là tha sao thưa quý vị? Tu để mất đó là người mới biết đạo vào chùa, chúng ta chưa có biết cúng dường làm phước, chúng ta chưa có biết cung kính phục vụ. Rồi chúng ta học đạo, chúng ta nghe pháp, rồi chúng ta bắt đầu biết cúng dường. Thay vì tu là để được cúng dường, được phước báo, thì chúng ta nghĩ rằng tu là để mất. Mất ở đây là mất cái lòng bổn sẻn, mất cái lòng keo kiệt, biết mở rộng cái vòng tay thân mến đối với tất cả muôn loài muôn thú. Nếu chúng ta có cái sự cúng dường bố thí mà với cái tư tưởng là để mất các cái phiền não, mất các cái thói hư tật xấu, thì lúc đó chúng ta làm được cái việc bố thí cúng dường đó, thì chúng ta sẽ không cần người khác biết đến, và chúng ta cũng không cần phải tự mãn về cái việc mà chúng ta đã làm. Và khi mới bắt đầu vào chùa thì chúng ta cũng không có quen cái cách cung kính, đảnh lễ, nhất là đối với những vị tăng trẻ, đáng tuổi con, tuổi cháu. Chúng ta cũng không có biết cung kính, cúng dường, cung kính, đảnh lễ, phục vụ. Rồi một thời gian sau, học đạo, tu Phật, nghe Pháp, để chúng ta biết được cái lợi ích, cung kính, đảnh lễ, phục vụ, là được cái phước. Nếu chúng ta nghĩ là tu để được cái phước, thì chúng ta sẽ rất là dễ bị cái tự mãn khi mà chúng ta làm được. Nhưng mà nghĩ ngược lại, tu để mất á, thì chúng ta mất cái bản ngã, mất cái kiêu căng, hạ mình để mà cầu pháp. Thì khi mà nghĩ được như vậy á, thì cái việc mà chúng ta hạ mình để mà đảnh lễ, để mà cung kính, để mà phục vụ, để mà mất cái tự cao tự đại, mất cái kiêu căng, ta là người thành đạt, ta là người giàu có, ta là người có chức tước địa vị, ta là người có nhiều tuổi tác. Khi mà chúng ta nghĩ được đến cái việc mà tu để mất những cái bản ngã, những cái kiêu căng, những cái chấp về chức tước địa vị hay là tiền tài của cải, mà chúng ta hạ mình để cầu pháp, thì lúc đó cái việc cung kính một vị tăng trẻ, hay là chúng ta là người phục vụ ở trên ngôi bảo tháp Xá Lợi, ngôi chánh điện sạch sẽ, thậm chí là nhà bếp phục vụ ăn uống, và kể cả dọn dẹp vệ sinh, thì chúng ta làm bằng tất cả các tấm lòng. Chúng ta không có câu nệ việc đó là việc sạch hay là việc dơ. Chúng ta không có quan trọng là cái vị trí chúng ta có được ở trong cái bổn tự đó. Mà chúng ta chỉ quan tâm là chúng ta để làm để mất cái sự kiêu căng, làm để mất cái sự mất đi cái phiền não. Thì xin dẫn chứng những cái việc mà như vậy, thì chúng ta sẽ ngẫm là tu để được hay là để mất. Khi mà chúng ta tu mà để mất đó, thì thực sự ra chúng ta là một người rất là tự tại. Chúng ta là phước cúng dường, cũng không cần phải đến người khác biết tên và sướng tên ở trên bục MC. Chúng ta không cần thiết là được
trưng diện lên phía trước của đội đại chúng. Và chúng ta tu để mất á, thì chúng ta phục vụ với cả tấm lòng mà không cần phải có cái sự cảm ơn, và không cần phải lựa cái chỗ như chánh điện để mà quét rác hay là lau nhà, mà thậm chí là sân nhà vệ sinh chúng ta cũng sẵn sàng để mà mất cái bản ngã, mất cái khó chịu, mất cái phiền não để mà phục vụ Tam Bảo. Thì khi mà chúng ta tu để mất á, thì không có cái cách gì, không có cái lý do gì để mà dẫn đến cái sự tự mãn, nè, dẫn đến cái sự tự mãn về cái công đức, cái công hạnh của mình. Còn cái niềm vui của cái sự mà tu để được và tu để mất, xét cho cùng, niềm vui tu để được và tu để mất chưa chắc là cái niềm vui nào to lớn hơn niềm vui nào. Có một cái ví dụ mà các vị hay nhắc, đó là trên một cái chuyến xe hành hương hay là một chuyến xe đường dài, khi mà chúng ta khát nước, đó là một cái khó chịu. Và khi mà có một cái ly nước mát ưng ý, hay là một cái trái nước dừa, hay là một ly nước ngọt, một cái ly cà phê, hay là một cái ly nước chanh giải khát, làm cho vơi đi cái nỗi khát ngay tức khắc, thì chúng ta cảm nhận cái sự hạnh phúc khôn lường, tinh thần chúng ta sảng khoái. Nhưng mà trên cái đi, chuyến xe đường dài đó, tiếp tục đi, thì khi đi khoảng 30 hay 1 tiếng đồng hồ, thì cái ly nước mát đó nó làm cho chúng ta khó chịu, là chúng ta cần phải đi vệ sinh, chúng ta cần phải phải có nhu cầu để mà xả nước cứu thân. Thì cái ly nước mát nó dễ chịu, làm cho chúng ta sảng khoái bao nhiêu, thì bây giờ nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu và chúng ta không cần nó bấy nhiêu. Và khi mà tài xế tìm được cái nơi dừng chân bên đường hay là chỗ cây xăng, chúng ta có cái cơ hội mà chúng ta xả nước cứu thân đó, thì cái niềm hạnh phúc đó, so với cái niềm hạnh phúc mà chúng ta uống cái nước giải khát, có cái sự sảng khoái đó, thì chưa chắc là cái niềm hạnh phúc nào so với niềm hạnh phúc nào quý giá hơn, mong chờ hơn và hạnh phúc hơn. Bởi vậy mà cái nhà vệ sinh theo một số nơi đó được gọi là cái nhà xú khá, hay là cái nhà hạnh phúc, cái nhà an lạc. Bởi vì khi mà chúng ta bỏ được cái gánh nặng, bỏ được cái gánh nặng nói về cái phiền não đó, khi mà chúng ta bỏ được càng nhiều phiền não thì chúng ta sẽ càng được cái hạnh phúc. Thì quay lại vấn đề là chúng ta được nhiều phước thì cái hạnh phúc đó, so với chúng ta bớt nhiều phiền não, thì hai cái điều này đều là cái hạnh phúc nhé. Nhưng mà chưa chắc cái hạnh phúc nào nó quý giá hơn cái hạnh phúc nào. Nó làm cho chúng ta thoải mái và chúng ta dễ chịu, kéo thời gian lâu dài hơn cái hạnh phúc nào. Đôi khi chúng ta để dành tiền, để dành dụm, để mà tạo được buổi trễ trai tăng cúng dường, thì chúng ta được phước báo, nhưng mà chưa chắc là cái lễ phước báo nó được trọn vẹn. Bởi vì theo cái nghi lễ của cái Phật giáo cúng dường đó, thì có nhiều cái nghi lễ mà nhiều nơi tổ chức khác nhau, và trong cái sự sắp xếp nghi lễ như vậy, đôi khi nó có cái sự trục trặc, và chính vì cái trục trặc đó nó làm cho cái quả phước, cái tâm thiện để mà cúng dường đó, chúng ta
nó không có được trọn vẹn. À, nó không có được trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm với cái tâm xả tài đó, bố thí bằng cái tâm mà dứt bỏ cái sự bỏng sẻn keo kiệt, chúng ta làm bất cứ nơi đâu, người ăn xin hay là người khốn khó hay là cái đối tượng tốt đẹp đó là chư tăng, thì những cái trục trặc nó không thành vấn đề. Thì cái quả phước mà chúng ta làm phước cúng dường và cái quả phước mà chúng ta bớt đi cái phiền não, thì hai cái quả phước nó đều có phước báo, nhưng mà chưa chắc cái phước báo nào nó sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm giác à, khi nghĩ về nó chúng ta vui hơn, khi nghĩ về nó chúng ta có cái sự hoan hỷ hơn. Thì thông qua cái câu câu kệ này có một cái vấn đề, đó là Tịnh Đạt muốn gợi một cái điều mà chúng ta có thể suy ngẫm, đó là tu để được được ở đây là được phước báo, được công hạnh, được người khen tặng, hay là tu là để mất, mất ở đây là mất đi những cái phiền não, những cái dính mắc, thì cái quả phước nào nó quan trọng hơn đối với cái bản thân của chúng ta. Và đối với cái người mà thật sự ra tu mà để mất đó, thưa quý vị, chúng ta biết là rằng là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đối diện với những cái khó khăn, cái cám dỗ. Ở trong Phật giáo thì gọi là tám ngọn gió đời đó. Rồi vừa là cái cám dỗ, trong tám ngọn gió đời là vừa là cám dỗ, vừa là cái nghịch cảnh. Được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, khen chê, vân vân. Thì giữa cái cám dỗ và cái nghịch cảnh đó, đối với cái người mà tu để mất nó, thưa quý vị, là một cái người dửng dưng, không có bị ảnh hưởng nhiều đối với cái sự cám dỗ và cái nghịch cảnh. Khi cái lợi lộc, khi cái tốt đẹp đến với cái người tu mà để mất đó, thì cái người đó cũng không quá là vui mừng, cũng không quá là phấn khởi để đón nhận cái niềm cái điều tốt đẹp đó. Nếu mà quá là vui mừng, quá là phấn khởi, quên đi bản thân để mà đón nhận cái sự tốt đẹp đó, thì chắc chắn người này sẽ rất là đau buồn, rất là uỷ lị, rất là thương tiếc khi mà cái điều tốt đẹp nó ra đi. À, còn cái người mà tu để mất thì họ không quá vui khi mà một cái điều tốt đẹp đến, và họ sẽ không quá buồn khi mà cái điều tốt đẹp nó ra đi, bởi vì họ biết là cái phiền não, cái sự dính mắc, cái sự mà tiếc nuối ở trong cái việc tốt đẹp hay là trong cái việc xấu đó, nó không thành vấn đề, nó không thành vấn đề. Thì qua cái câu kệ Pháp Cú số 272 này, Thịnh Đạt cũng xin chia sẻ cái ý nghĩa duyên sự và cái suy nghĩ của mình đến cho hội chúng kinh trên diễn đàn Pháp Cú kinh chuyên đề. Thì xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta có được nhiều cái sự an lạc hạnh phúc khi mà chúng ta học và thực hành theo giáo pháp lời dạy của Đức Phật. Tịnh Đạt xin kết thúc cái bài chia sẻ tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân. Và sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 272 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích, và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính Nhân Mít Chính Sư.
Tất cả phương hoa hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai tri ân thượng hạnh đại đức Phật tính đại đức đạt cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đạt tăng. Và kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya đây quá ta santi vihara. Dạ, Nhật Quỳnh ơi có nghe không? Cho cảm nhận. Dạ, cảm ơn sư Trạng Đông. Ya đây quá ta santi vihara wa si ni thu bê ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ta wan ca ri tha ra măng đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sấm sê đa cha ta á tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma qua răng pa ti cha tê sập bề pi đúc kha sa kha rồn tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bồ tát la sang khô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc thẩm mô sắc bề bi thẩm ma chà ri nô út thiêm sâm pha phu ni ya ma thẩm ma ri ya ba huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào râm nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào râm học pháp. Kính chào tạm biệt cấm dân, xin xuống mít.